Thưa quý vị, tin từ ngày 26 tháng 12, 2019 tại quận Cam đã có một thông cáo về giấy xác nhận đã kiểm tra những chữ ký để cho tiến hành cuộc bãi nhiệm ba người là ông Chí Tạ, bà Kimberly Hồ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Và chúng ta thấy trước mặt chúng ta đó là cái giấy mà xác nhận những chữ ký đã đủ điều kiện, thưa quý vị. Và chúng ta thấy là tôi, Neil Kelly, là văn phòng của cử tri của thành phố hay địa hạt quận Cam. Tôi xin xác nhận rằng tôi là công chức của địa hạt và có trách nhiệm để mà đăng ký các cử tri ở địa hạt quận Cam. Tôi đã kiểm tra và đã xác định và chứng thực rằng sự bãi nhiệm được trình bày bởi thành phố Westminster qua vụ gọi là bãi nhiệm thành phố Westminster hay bãi nhiệm thị trưởng Chí Tạ. Và tôi xin xác nhận rằng cuộc kiểm tra đã hoàn tất và tôi xin đưa ra những sự kiện trong cái tài liệu sau đây. Và thưa quý vị, đây là giấy xác nhận đã đủ số chữ ký để tiến hành bãi nhiệm. Và chúng ta thấy có chữ ký của Neil Kelly, là văn phòng cử tri của thành phố quận Cam, Orange County. I further certify that from said examination I have determined the following facts regarding this document. Tôi xin xác nhận là sau khi đã kiểm tra và đã đưa đến những sự thật sau đây. Thứ nhất, số chữ ký đã nộp vào là 11.313. Số chữ ký cần thiết để bãi nhiệm 8.736 phiếu. Và số chữ ký đã được kiểm tra 11.313 phiếu. Và số chữ ký đã được xác thực là 9.069 và số chữ ký vô giá trị là 2.244 chữ ký và số chữ ký vô giá trị vì bị trùng lập là 102 chữ ký. Và tôi xin tuyên hứa với văn phòng của quận Hạt, quận Cam vào ngày 26 tháng 12, 2019, chứng giám bởi Neil Kelly. Và chúng ta thấy là với số phiếu rất cao, tới 9.069, dư sức vượt qua con số đòi hỏi là 8.736 lá phiếu của cử tri hay là chữ ký của cử tri. Và cuộc bãi nhiệm sẽ được tiếp tục để đưa ra vòng bầu cử và sẽ tái bầu lại các chức nghị viên và thị trưởng thành phố Westminster theo luật định. Và chúng ta biết là ba người sẽ bị đưa ra trong cuộc bãi nhiệm này là ông Chí Tạ, tức Tạ Đức Chí, bà Kimberly Hồ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Chúng tôi cũng sẽ thông báo thêm những tin tức về cuộc bãi nhiệm trong thời gian sắp tới cho quý vị khán thính giả khắp nơi. Và chương trình tới đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.